Thanh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Ngủ với Người Dương đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta đã biết rằng Hà Vũ vừa bị hãm hại bởi chính bàn tay của Diệp Hy, cô em gái cùng mẹ khác cha của mình. Vào tập truyện này thì kế hoạch đồi bại đó của Diệp Hy sẽ bị bại lộ. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bằng cách nào mà kế hoạch này lại bị vạch trần. Và cũng ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được rằng liệu có phải từ trước đến nay thì việc nhiều lần học viện của gia đình Lâm lao đao khốn đốn là bởi vì có bàn tay của một ai đó đứng phía sau hãm hại hay không. Vào tập truyện này điều đó sẽ được giải đáp. Lần này thì mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm. Vậy thì kẻ đó là người như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này để chúng ta đi tìm câu trả lời. Và nếu như mọi người cảm thấy hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về kiếp một sự ủng hộ rất đơn giản thôi. Đó chính là nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Ngủ với Người Dưng, tác giả Lam Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhân rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở phần ảnh và đưa nó cho Lâm xem. Càng xem thì ánh mắt của Lâm lại càng đỏ ngầu bởi vì giận dữ. Nhân bắt đầu kể lại câu chuyện bằng một lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Ngày hôm đó thì đáng lẽ anh phải xử lý mọi chuyện nhanh hơn, thì có lẽ Hạ Vũ đã không phải chịu đau đớn như vậy. Buổi chiều hôm đó thì anh vô tình ghé thăm cửa hàng của Hạ Vũ, bởi vì đoán là cô bé cũng nôn nóng việc em xa nhà nhiều ngày. Anh đã bắt gặp Diệp Hy ở đó, tránh khiến cho hai người họ khó xử. Thế nên anh đã ngồi ngoài. Khi Diệp Hy ra về thì cô ấy đã ngoái đầu nhìn lại, rồi cười một cách rất bí hiểm. Không hiểu vì sao lúc đó anh linh cảm thấy có gì đó rất mờ ám và bất trắc. Anh cứ có cảm giác là Diệp Hy sẽ không để yên cho Hạ Vũ. Và anh đã thuê người đứng theo dõi ở cửa hàng của Hạ Vũ, bởi vì anh cũng khá bận. Anh định làm như vậy, đợi cho đến khi em trở về. Hạ Vũ chắc sẽ được an toàn hơn khi có em ở bên. Và mọi thứ đúng như nỗi sợ của anh vậy. Buổi tối đó khoảng hơn 10 giờ đêm, anh nhận được điện thoại của người theo dõi, nói là Hạ Vũ bị một toán người xông vào quán, đánh ngất rồi bế đi. Thú thật là anh rất cuống, chưa biết giải quyết tình hình thế nào cả. Anh biết đây là việc Diệp Hy làm. Anh cũng muốn cho con bé một cơ hội, nên không muốn làm ầm ĩ. Anh mất thời gian với việc gọi người đến địa điểm tập kết, thay vì báo công an. Anh chuẩn bị mọi thứ quá lâu, thành ra khi đến thì Hà Vũ đã phải chịu thiệt thòi như vậy. Nghe đến đây thì Lâm như sắp phát điên. Anh hỏi dồn dập. Anh nói gì cơ? Cô ấy đã phải chịu đựng những gì chứ? Chúng đánh cô ấy rất nhiều. Có vẻ như cô ấy phản kháng dữ dội. Cô ấy cắn vào lưới kẻ định hãm hại mình, khiến cho hắn đau, bị thương và nổi điên. Bọn chúng đã xé hết quần áo của Hà Vũ, chỉ để lại đồ lót thôi. Bọn chúng còn đánh cô ấy bị thương nữa. Cô ấy có bị làm nhục không? Đôi mắt của Lâm ưng ực nước khi hỏi những câu đó. Không, Hà Vũ chưa bị làm nhục thì anh đã đưa người đến. Thế nhưng mà bọn chúng cũng đã vần vò cơ thể cô ấy, thành ra Hà Vũ rất sợ và bị ám ảnh. Cô ấy bị sang chấn tâm lý khi cùng lúc đối diện với quá nhiều kẻ bặm trợn lăm le hãm hại mình như thế. Cô ấy sợ hãi khi có ai đó đụng vào cơ thể. Ngay cả anh và mấy người đến giải cứu, khi bế cô ấy lên, cô ấy vẫn cứ gào thét, nhắm chặt mắt, gào khóc rồi gọi tên em. Khi đưa vào viện, bác sĩ điều trị cho cô ấy băng bó vết thương, cũng phải là nữ, chứ không thì cô ấy sẽ rất hoảng loạn. Anh cũng không dám vào thăm, phải đợi cho đến khi em trở về đấy. Lâm nghe xong thở phào một cái, như vừa chút đi được gánh nặng ngàn cân. Không phải là anh ích kỷ nhỏ nhen, sợ cô gái của mình yêu trở nên hoen ố, mà là anh sợ người con gái đó không chịu được sự nhục nhã này. Anh sợ là Hà Vũ sẽ bị ám ảnh cả đời, để rồi không bao giờ còn có thể cảm nhận thấy hạnh phúc thực sự được nữa.
Lâm ôm lấy anh trai rồi nói: "Anh Nhân, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã cứu Hạ Vũ và cứu cả em nữa. Anh em với nhau cả mà, sao lại nói những lời như vậy chứ? Thôi, em cứ bình tĩnh đi. Những ngày tới cứ nghỉ ngơi, chăm sóc cho Hạ Vũ. Công việc ở trường có gì anh sẽ giải quyết. Còn về việc của Diệp Hy, anh không dám thay em quyết định, nên xử lý cô ấy như thế nào là việc của em. Chỉ là anh mong em đưa ra quyết định vào lúc mà em bình tĩnh nhất. Diệp Hy đã xin nghỉ việc ở học viện. Hãy hiểu cho cô ấy một chút. Cô ấy gây nên tội, nhưng mà cô bé đó cũng là vì quá yêu em. Nếu như có thể, hãy nể tình mối quan hệ của hai nhà, nể tình Diệp Hy trẻ người non già, bỏ qua phần nào đó đi. Anh tin là Diệp Hy cũng nhận đủ những bài học đắt giá cho mình sau vụ này. Đừng triệt đi đường sớm của cô ấy khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Đó là lời thỉnh cầu của anh." Lâm không muốn tranh luận về vấn đề này, dù thực ra trong lòng của anh chỉ muốn trừng trị cho Diệp Hy một trận đích đáng. Thế nhưng Nhân nói đúng, bây giờ quan trọng nhất là giúp Hà Vũ bình tâm trở lại. Những thứ khác để sau sẽ bàn tiếp. Đêm hôm ấy thì Lâm ở lại trong viện. Anh nằm lên chiếc giường chật hẹp, ôm lấy Hà Vũ trong lòng. Cô vẫn còn rất yếu và rất mệt, không nói chuyện được nhiều. Cứ thi thoảng thì Lâm lại hôn nhẹ lên trán của Hà Vũ. Trong đêm, cô giật mình liên tục, toàn thân co rúm lại bởi vì sợ hãi. Chỉ cho đến khi mở mắt ra, nhìn thấy Lâm đang ôm chặt lấy mình như vậy, Hạ Vũ mới yên tâm nhắm mắt lại. Hai ngày sau đó thì Lâm chăm sóc cho Hạ Vũ trong bệnh viện. Cô vẫn không nói gì nhiều cả. Lặng lẽ ăn, uống thuốc, rồi lại nằm xuống. Mỗi lần nằm thì nước mắt đều chảy dài trên khóe mắt. Lâm xót xa đến cháy lòng, nhưng cũng không dám gặng hỏi gì. Anh sợ chạm vào nỗi đau trong lòng của cô, nên chỉ biết tận tụy chăm sóc và cầu mong người con gái của mình sớm bình tâm trở lại. "Anh à, em muốn về nhà. Anh cho em ra viện về nhà được không?" Có thể nói đó là câu nói dài nhất đến bây giờ mà Hạ Vũ nói kể từ sau cái hôm hai người gặp lại nhau. Lâm sốt sắng chạy lại, cầm lấy tay của bạn gái. "Em thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ chưa?" "Em muốn về nhà. Chúng mình về nhà được không?" "Được chứ. Nếu nhờ viện khiến cho em không thoải mái, để anh đưa em về nhé. Để anh đi làm thủ tục ngay." Khi mà Lâm vừa định chạy đi thì Nhân từ bên ngoài bước vào nói với em trai: "Em cứ ở lại với Hạ Vũ đi, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Đừng rời xa cô bé. Thủ tục cứ để đấy anh làm cho. Nếu cần em cứ đưa Hạ Vũ về trước, những thứ khác anh ở đây giải quyết là xong ấy mà." Hạ Vũ ngước mắt nhìn Nhân, miệng lắp bắp: "Anh Nhân, cảm ơn anh." "Em đừng khách sáo như vậy chứ. Em là người mà em trai của anh yêu thương, trân trọng, cũng xem như người nhà của anh vậy. Chuyện xảy ra với em, anh thật sự cảm thấy rất hối hận vì đã không xử lý sớm hơn, để cho em chịu tổn thương. Anh cảm thấy rất có lỗi với em và Lâm. Mong em sớm bình phục và quên đi chuyện vừa rồi." Nước mắt của Hà Vũ rơi lã chã: "Anh Nhân, anh Lâm, việc xảy ra với em có thể cầu xin hai người một chuyện không?" Lâm ngồi xuống nắm lấy tay của bạn gái: "Em đừng nói những lời như thế là chúng mình xa lạ lắm vậy. Có chuyện gì em cứ nói đi." "Việc này dừng lại ở đây đi, được không? Đừng truy cứu nữa. Em không muốn mọi người báo công an điều tra hay là trừng phạt người gây ra đâu." Lâm nghe xong thì nóng giận đứng lên rồi nói: "Em nói gì vậy? Anh không bỏ qua được. Đây vốn dĩ không phải là việc làm bình thường, mà là sự việc quá tàn nhẫn. Hành động thì thâm độc như vậy, Diệp Hy cần phải trả giá cho việc mà mình đã gây nên. Đó là cách khiến cô ấy trưởng thành hơn. Không thể nào lộng hành như thế mãi được." "Nhưng mà em không muốn. Em xin anh đấy, coi như vì em mà bỏ qua chuyện này đi." "Nhưng mà..." Lâm đã định cãi lại, nhưng rồi cái ngăn tay của anh trai đã khiến cho Lâm thôi không tranh luận nữa. Hà Vũ vẫn còn yếu, và đó là dự định của cô ấy. Tốt nhất anh không nên quyết liệt khiến cô phải tốn sức như vậy. Với Lâm lúc này, tâm trạng, cảm xúc và cả sức khỏe của Hà Vũ mới là điều quan trọng nhất.
Hạ Vũ, anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em và Lâm. Những gì anh biết, anh sẽ không nói ra. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh đi làm thủ tục đây. Nhân nói xong thì rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Lâm và Hạ Vũ. Khi anh đi rồi thì Lâm ngồi xuống giường, mặt không được vui cho lắm. Anh quay sang rồi hỏi bạn gái. Anh có thể biết lý do vì sao em làm như vậy không? Em không cần phải tỏ ra cao thượng. Diệp Hy không xứng đáng được tha thứ. Mặc dù anh thân với cô ấy từ bé, anh cũng đã từng rất quý trọng Diệp Hy. Thế nhưng việc lần này cô ấy làm là không thể nào chấp nhận được. Hạ Vũ nhìn vào mắt của Lâm rưng rưng rồi nói. Bởi vì Diệp Hy là em gái của em. Người em gái cùng mẹ khác cha. Lâm hốt hoảng đứng dậy. Anh không thể nào tin được những chuyện này. Anh chỉ vừa mới đi công tác 2 tuần, vậy mà quá nhiều thứ thay đổi, thậm chí đến chóng mặt. Em nói như vậy là thế nào chứ? Anh không hiểu. Cô Mai Hoa là mẹ của em. Mặc dù mẹ không hề muốn nhận em, nhưng mà đó vẫn là sự thật. Em không phải là đứa con được bà chào đón, bởi vì bà bị cưỡng bức rồi sinh ra em. Em cũng không hề biết là có quan hệ với Diệp Hy cho đến khi vô tình gặp lại mẹ ở ngôi mộ hôm em cùng với anh trở về quê đấy. Trong đầu của Lâm nhanh chóng sắp xếp lại những dữ kiện. Lần đầu tiên khi anh cho Hạ Vũ đi nhờ xe trở về, trong lúc cô vào viếng mộ mẹ, cũng có bóng dáng một người đàn bà ở đó. Dù nhìn từ xa nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc. Lúc đó vì không thể nào hình dung ra mối quan hệ phức tạp này, anh không nghĩ đó là bà Mai Hoa. Sau này có gặp lại một lần. Khi ấy thì cả Hạ Vũ và bà Hoa đều có trạng thái cảm xúc rất khác biệt. Thì ra là mối quan hệ giữa họ đặc biệt đến như vậy. Thế còn người đàn bà mà em gọi bằng mẹ, người mà chúng ta đến thăm mộ và thắp hương, đó là bà ngoại của em. Bà đã thay mẹ nuôi em, đã nhận em là con để cứu nguy danh dự cho con gái của mình. Lâm nén đi một tiếng thở dài. Thật không thể nào ngờ được rằng cuộc đời của cô gái mà anh yêu lại nhiều oan nghiệt đến như vậy. Càng như thế thì Lâm lại càng cảm thấy mình nhất định không thể nào bỏ rơi cô ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, để anh đưa em về nhé. Nhưng mà là về nhà anh. Từ giờ thì chúng mình sẽ sống cùng nhau. Anh không đồng ý để em một mình nữa, quá nguy hiểm. Lần này đã dọa anh chết khiếp đấy. Còn nếu như em cảm thấy ngại, chỉ cần đợi em khỏe lại, chúng mình sẽ làm đám cưới ngay. Danh chính ngôn thuận, trở thành vợ chồng. Hạ Vũ ôm lấy Lâm vào lòng, nước mắt cứ như thế chảy dài. Đứng bên ngoài căn phòng thì Nhân chưa đi, vẫn còn nán lại nghe câu chuyện đó. Anh cũng sốc y như Lâm vậy. Thật không thể ngờ cuộc đời chật hẹp đến độ đẩy hai chị em ruột vào vòng xoáy hận thù đến như thế. Diệp Hy à Diệp Hy, nếu như em biết những gì mà em vừa làm đã hại chính chị gái ruột của mình, nếu như em biết cô ấy vẫn đang bảo vệ em khi mà em đã gây tội tày đình như vậy, có lẽ là cả cuộc đời này em sẽ không thể nào tự tha thứ cho chính mình đâu. Nhân tự nhủ. Buổi tối, ánh điện vàng phủ lên căn phòng ấm áp. Lâm cởi từng chiếc cúc áo trên người của Hạ Vũ. Một chiếc khuy được mở ra, cô lại một lần giật thót. Cứ như vậy, Lâm lại dùng tay cô trấn an bạn gái. Khi chiếc áo đã được cởi ra, Hạ Vũ đột ngột ôm chặt lấy cơ thể của mình một cách sợ hãi. Tâm lý của cô vẫn còn rất hoảng loạn mỗi khi có ai đó chạm vào người. Lâm dịu dàng rồi nói, em buông tay ra đi, để anh bôi thuốc cho. Đừng sợ. Từ giờ trở đi anh sẽ không cho phép ai chạm vào người của em nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Ngoan nhé. Lâm nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương trên người của Hạ Vũ. Cổ, tay, lưng, rồi đến bầu ngực. Bất cứ nơi nào có vết thương thì lại là một lần sát muối vào tim của anh. Sau khi xong xuôi thì Lâm đỡ Hạ Vũ nằm xuống giường. Anh đi thu dọn lại đồ đạc, rồi quay trở lại. Lâm nằm xuống ôm cơ thể bé nhỏ đấy vào trong lòng. Hai người nằm đối diện nhau, gương mặt cận kề. Hạ Vũ ngước nhìn gương mặt của Lâm. Anh hốc hác và gầy rộc đi quá nhiều.
Có lẽ không chỉ Hà Vũ phải trải qua những ngày tháng khó khăn, mà chính Lâm cũng đã rất hoảng sợ. Chỉ là anh đang cố gắng gồng mình lên để làm chỗ dựa cho cô. Cô đưa tay chạm lên từng đường nét, đôi lông mày cương nghị, sống mũi thẳng, bờ môi. Nước mắt của Hà Vũ cứ như thế lăn dài khi chạm vào da thịt của người đàn ông mà mình yêu thương. Thế rồi cô ôm lấy anh, òa lên nức nở. Lâm à, em vẫn là của anh, chỉ là của một mình anh thôi. Em đã rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Chúng đã chạm vào người của em, thế nhưng mà ơn trời, em vẫn thuộc về mỗi một mình anh. Cô vừa nói vừa khóc trong tức tưởi. Cho đến tận hôm nay thì Hạ Vũ mới dám nhắc đến chuyện đó. Cô đã vô cùng xấu hổ, không dám nhắc đến ký ức đáng ghê tởm đó. Lâm ôm chặt Hạ Vũ vào trong vòng tay của mình dỗ dành rồi nói. Anh biết, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em vẫn là người con gái của anh, mãi mãi là của riêng anh. Anh yêu em. Hạ Vũ ngẩng lên nhìn Lâm rồi nói. Nếu như hôm đó xảy ra chuyện gì, có lẽ em sẽ chết mất. Em không thể nào chịu đựng được cái cảm giác kinh khủng đó. Em chỉ muốn là của riêng anh thôi. Và nếu như bị chúng làm nhục, em chắc chắn sẽ không. Em đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Lâm đặt môi mình lên môi của Hà Vũ, nước mắt chảy xuống làm cho nụ hôn mặn đắng. Điều mà anh sợ hãi nhất không phải là việc em bị làm nhục, mà là cảm xúc của em nếu như điều tồi tệ đó xảy ra. Anh sợ là em sẽ không gắng gượng được mà từ bỏ anh. Còn anh, ngay cả khi cái điều tồi tệ ấy xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ vì thế mà rời xa em đâu. Anh không bao giờ cho phép em được rời xa anh. Em phải là của anh cả đời này. Nếu như em nghĩ chỉ vì chuyện đó mà anh buông tay, thì em đã quá xem thường tình yêu của anh rồi đấy. Hà Vũ, cơn ác mộng đó đã qua rồi. Em nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc bên anh. Ngày mai khi trời hửng sáng, mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Hà Vũ gật đầu, cô hôn anh thêm một lần nữa. Đêm nay trong căn nhà của Lâm, Hà Vũ thiếp đi với cảm giác bình yên bên cạnh người đàn ông của cô. Cô tự nhủ với lòng khép lại những tổn thương để đón chờ hạnh phúc bên Lâm. Đắng cay đã qua, bây giờ chỉ còn chỗ cho tình yêu mà thôi. Nhìn Hà Vũ đã say giấc, Lâm tự nhủ với chính mình. Anh không muốn chờ thêm nữa. Anh phải cưới em sớm nhất có thể. Anh sợ những đêm dài lắm mộng. Hơn một tuần trôi qua, cuối cùng thì những vết thương trên cơ thể của Hà Vũ cũng đã lành lại. Những sang chấn tâm lý cũng dịu lại. Cô bình tâm hơn và muốn bắt đầu công việc kinh doanh trở lại. Suốt những ngày qua, không phải chỉ có một mình Hà Vũ đóng cửa hàng, mà Lâm cũng không rời cô nửa bước. Anh chăm chút cho cô từng ly từng tí một. Nhất cử nhất động của Hà Vũ đều khiến cho Lâm lo sốt vó. Tấm chân tình của anh quả thật khiến cho người khác cũng phải cảm động. Lâm không đến học viện, chỉ giải quyết các việc gấp tại nhà. Thanh Tùng cũng phải trải qua trải lại nhà liên tục để gửi các giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng liên quan. Chuyện của học viện bận rộn là như vậy. Hà Vũ không muốn mình trở thành gánh nặng cho Lâm khi mà anh còn bao nhiêu điều cần phải giải quyết. Buổi sáng hôm đó, cô thay quần áo, nở một nụ cười tươi tắn rồi nói với Lâm. Hôm nay em sẽ quay trở lại cửa hàng để làm bánh. Anh cũng đi làm đi. Em làm phiền anh như vậy cũng là đủ lắm rồi. Lâm đóng chiếc laptop đang làm việc dở lại, đứng lên, ôm Hà Vũ vào lòng. Em ổn chưa? Nếu như chưa, cứ nghỉ ngơi thêm đi đã. Em khỏe rồi. Cũng không còn ám ảnh chuyện đó nữa. Em cũng muốn quay trở lại làm việc. Và là em nghĩ còn nhiều việc cần anh làm lắm đấy. Bố và anh Nhân chắc cũng đang ngổn ngang bao nhiêu thứ. Anh nên bắt tay vào xử lý những việc đó. Đừng để việc cá nhân làm ảnh hưởng đến việc chung. Vậy được. Để anh lái xe đưa em đến cửa hàng nhé. Tối nay tan làm, anh sẽ đến đón em. Hà Vũ từ chối. Thôi, em không muốn đâu. Em sẽ vẫn ở lại cửa hàng. Em không muốn mình chưa cưới mà cứ thản nhiên chung sống như vậy. Mấy ngày qua thì em mệt. Không có ai chăm sóc thì phải chấp nhận như thế. Dù sao thì chúng mình cũng không nên làm như vậy đâu. Bố mẹ hẳn sẽ cảm thấy bị dồn vào thế đã rồi đấy. Nhưng mà... Hà Vũ ngăn lời phản ứng bằng một cái hôn nhẹ lên môi của Lâm. Thôi, nghe em đi.
Không sao đâu. Em vẫn ở một mình bao nhiêu năm qua. Chuyện lần này là vì có chủ đích của một người, chứ không phải là ở ngoài kia nguy hiểm đến như vậy. Em tin là Diệp Hy sẽ không làm điều dại dột thêm một lần nữa đâu. Mình đi thôi anh. Nhanh lên không muộn đấy. Lâm đến học viện sau cả tháng trời vừa đi công tác, vừa nghỉ việc riêng. Ông Tư Hoàng có nghe Nhân nói lại mọi chuyện nên cũng không muốn làm khó con. Mặc dù ông cũng không vui vẻ gì khi công việc trì trệ. Còn Lâm thì chỉ mê mả với cô bạn gái. Nhưng mà dù muốn hay không, thì những gì mà Lâm làm được cho học viện thời gian vừa qua cũng rất đáng để ghi nhận. Ngay cả khi Lâm không đến nơi làm việc thì mọi thứ vẫn được vận hành trơn tru nhờ có sự điều khiển và bố trí nhân sự tốt. Thanh Tùng cũng đã làm các phần việc được giao đúng theo yêu cầu. Tiếng tăm của học viện được đẩy lên cao. Các cơ quan báo chí, truyền hình thường xuyên đến xin đưa tin, phỏng vấn, không chỉ Huyền Trang mà còn là lãnh đạo cấp cao, giảng viên của trường. Sự kiện Huyền Trang đoạt giải cao một kỳ thi quốc tế là điều hiếm hoi nên dư luận lại càng quan tâm. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn sẵn sàng đầu tư, tài trợ cho các chương trình khuyến học của học viện. Nhờ vậy, tình thế nguy cấp của học viện được cải thiện rất nhiều. Sắp đến kỳ tuyển sinh năm học mới, sự kiện của Huyền Trang giúp học viện lấy lại được hình ảnh. Rất nhiều thí sinh tài năng, những gia đình tài phiệt cũng có ý định gửi gắm con em của mình vào học viện. Ngày hôm nay thì học viện cũng tiến hành tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng dành cho Huyền Trang và cả Lâm vì những nỗ lực, cố gắng thời gian qua. Kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người đều dành lời khen ngợi tới tấp cho Lâm, cho rằng anh có tầm nhìn xa trông rộng nên đã cứu nguy cho học viện một bàn thua trông thấy. Một vài vị lãnh đạo còn mạnh dạn phát biểu. Cậu Lâm, thực sự đúng là tuổi trẻ tài cao đấy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hơn nữa, đi du học về có khác. Tư duy thật sự khác biệt. Lần này thì học viện chúng ta vượt qua được khó khăn. Công lao rất lớn từ Lâm. Có lẽ sắp đến, giám đốc học viện Tư Hoàng cũng sẽ giao quyền quản lý cho Lâm thôi. Phải không các vị? Nghe những lời nói này thì ông Tư Hoàng mỉm cười. Lâm khiêm tốn cảm ơn. Ông Tư Hoàng chậm rãi rồi nói. Tôi cũng sắp đến thời gian nghỉ hưu. Việc chọn người thay mình đúng là phải tính đến. Còn lựa chọn ai? Có lẽ là tôi cần thêm thời gian. Trong cuộc họp vào tháng tới, tôi sẽ chính thức thông báo về vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng học viện trong suốt thời gian qua. Cuộc họp nội bộ kết thúc. Lâm và Nhân theo bố về phòng làm việc riêng của ông. Nhân pha trà rót nước cho cả ba người. Ông mở đầu câu chuyện bằng một cách mà cả Nhân và Lâm đều không ngờ tới. Cô bé Hà Vũ sao rồi? Đã khỏe lại chưa? Lâm hoàn toàn không nghĩ bố lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình, lại còn hỏi thăm rất ân cần. Thậm chí là Lâm còn chưa có dịp nói về mối quan hệ này với bố. Xem ra thì ông Tư Hoàng cũng có phần nhã nhặn trong vấn đề hạnh phúc của con cái. Thưa bố, cô ấy đã khỏe hơn rồi. Hôm nay Hạ Vũ đã đi làm trở lại. Con xin lỗi, bởi vì chưa chính thức giới thiệu cô ấy với bố. Công việc cũng lù bù quá nhiều. Con vốn định đợi mọi chuyện của học viện ổn thỏa thì sẽ thưa với bố chuyện này. Cảm ơn bố đã quan tâm và hỏi thăm Hạ Vũ như vậy. Con nghĩ là cô ấy nhất định sẽ rất vui. Khỏe lại là tốt rồi. Còn về phần công việc tại học viện, hôm nay thì bố cũng muốn trao đổi với các con. Bố sắp đến thời điểm bàn giao để trở về nghỉ hưu. Bố muốn một trong hai con chính thức tiếp quản vị trí giám đốc học viện. Điều này chắc chắn là khó khăn, thử thách. Nên khi một người lên, bố mong là người còn lại sẽ hậu thuẫn, giúp đỡ, để anh em cùng nhau gánh vác. Cả Nhân và Lâm đều gật đầu đồng ý. Lâm nói thêm. Bố à, con có chuyện muốn nói. Con yêu Hà Vũ. Dù chưa thể chính thức giới thiệu cô ấy với bố, nhưng mà con mong bố ủng hộ mối quan hệ này. Suốt thời gian qua, cô ấy đã ở bên con, giúp đỡ con rất nhiều. Ngay cả việc thuyết phục Huyền Trang đi thi thì công lao rất lớn, cũng là ở Hạ Vũ. Bởi vì cô ấy là người chị em thân thiết với Huyền Trang. Con muốn cưới cô ấy làm vợ bố à? Con muốn bố hiểu. Con không xin phép, mà chỉ là đang thông báo. Nhưng mà con thật lòng mong bố đón nhận điều này, như là một tin vui. Ông Tư Hoàng nghe xong có một chút bất ngờ, nhưng ông quá hiểu tính khí của con trai. Với Lâm,
Càng cấm đoán thì sẽ càng không bao giờ có hiệu quả. Thằng bé thậm chí có thể từ bỏ cả cái học viện này để theo người mà nó yêu. Và nếu như ông muốn Lâm tập trung vào quản lý học viện, buộc lòng phải đồng thuận với chuyện tình yêu của Lâm. Thôi được rồi, vậy cứ đợi sau khi học viện qua mùa tuyển sinh năm nay, sau lễ nhậm chức của con hoặc là Nhân sẽ tính đến việc kết hôn của con. Hai đứa cố gắng đợi thêm một chút. Lâm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng việc quan trọng nhất với anh đã được bố đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Thực ra thì anh chẳng lo bố phản đối, bởi vì anh nhất định sẽ làm theo ý của mình. Chỉ có điều nếu như không được đồng thuận thì chắc là Hạ Vũ sẽ rất buồn. Cô gái đó đã chịu quá nhiều tổn thương và anh không muốn lại phải nuốt một nỗi buồn không được chào đón. Thật may là mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Buổi chiều hôm ấy, sau khi xử lý phần nào công việc, Lâm đắn đo một hồi rồi quyết định điện thoại cho Diệp Hy. Anh muốn gặp em một chút. Anh muốn gặp ở đâu? Để em đến. Không cần đâu. Anh tiện về nhà thăm mẹ. Có vài lời muốn nói với em. Em ra ngõ trước cổng nhà em là được. Không tốn quá nhiều thời gian đâu. Bởi vì anh cũng không có nhiều thời gian cho em. Có vẻ như là Diệp Hy đã sẵn sàng cho cuộc gặp này, nên hoàn toàn không ngạc nhiên khi Lâm đề nghị. Hơn 2 giờ chiều, Lâm và Diệp Hy đứng đối diện với nhau trước cổng nhà cô. Anh đút tay túi quần, tựa lưng vào chiếc xe ô tô, cố gắng giữ bình tĩnh nhất trước khi mở lời. Điều anh nghĩ đến không phải là lo Diệp Hy bị tổn thương bởi những câu mà mình nói, mà vì không muốn Hạ Vũ buồn. Diệp Hy, có lẽ em biết lý do anh hẹn gặp em hôm nay. Anh cũng không muốn vòng vo thêm nữa. Những gì mà em đã làm với Hạ Vũ, em là người hiểu hơn ai hết. Bằng chứng về việc em làm, anh có đầy đủ cả. Anh cũng có thể đưa việc này ra công an, nhưng anh sẽ không làm như vậy. Anh chỉ muốn cảnh cáo với em rằng đây là lần cuối cùng anh nhượng bộ em. Sẽ không bao giờ có lần sau. Anh mong là em sẽ trưởng thành hơn và đừng bao giờ hành động ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa. Sau những phút đầu cứng rắn, Diệp Hy bật khóc. Có vẻ như cô gái trẻ ấy bắt đầu cảm thấy sợ khi mà mọi bằng chứng cả Nhân và Lâm đều nắm rõ. Cô có thể sẽ phải đối diện với pháp luật nếu như họ tung hề tất cả. Anh Lâm à, em xin lỗi. Là em dại dột, suy nghĩ không thấu đáo. Em hứa, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Xin anh bỏ qua cho em nhé. Em làm như thế cũng là chỉ vì em quá yêu anh thôi. Lâm đẩy Diệp Hy ra khi mà cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Lâm nói, em đừng hiểu nhầm. Anh làm như thế không phải là vì em đâu. Nếu như có thể, anh thực sự rất muốn em phải bị trừng phạt. Thế nhưng mà chính Hà Vũ đã ngăn anh làm điều đó. Cô ấy không muốn anh truy cứu chuyện này. Hà Vũ là tất cả đối với anh. Cô ấy muốn như vậy, anh tôn trọng. Không phải vì anh đang nghĩ cho em đâu. Anh không bao dung và nhân nhượng được như vậy đâu. Nhất là khi người mà em động đến lại là Hạ Vũ. Diệp Hy nghe xong thì tủi hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Lâm tiếp tục nói, anh cũng nói để em biết, việc em thuê người hãm hại làm nhục cô ấy, với hy vọng vì thế mà anh rời xa Hạ Vũ, thật là một điều quá ngu ngốc. Anh sẽ không bao giờ làm như thế. Kể cả cô ấy có bị làm nhục, anh sẽ càng yêu cô ấy hơn thôi. Em nghĩ có thể dùng cái trò dơ bẩn đó hủy hoại tình yêu của anh sao? Nếu là như vậy thì em nhầm to rồi đấy. Tình yêu của anh dành cho Hạ Vũ nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà em hình dung đấy. Lâm còn chưa nói hết câu, tiếng một người đàn bà vang lên từ phía sau. Bà Hoa từ phía trong cánh cửa bước ra, gương mặt thì thất thần. Lâm, cậu vừa nói gì vậy? Diệp Hy thê người hãm hại, làm nhục Hạ Vũ á? Đôi mắt của bà Hoa đỏ mọng lên, trực trào nước mắt, giọng cũng lạc đi trong run rẩy. Lâm không trả lời khiến cho bà Hoa quay sang con gái của mình rồi tra khảo. Bà bám lấy vai của con, lắc thật mạnh. Diệp Hy, con nói đi. Có đúng là con làm cái điều tồi tệ đó không? Con nói đi. Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của mẹ với mình gay gắt như vậy, biết là bản thân đã làm sai, Diệp Hy òa khóc nức nở rồi đáp lại. Mẹ à,
Con xin lỗi. Là tại con suy nghĩ không thấu đáo. Búp một tiếng, bà Hòa tát một cái trời giáng vào gương mặt của cô con gái mà bà từng rất cưng chiều hơn tất cả. Bà nhìn con đầy hằn học rồi nói: Diệp Hy, ai dạy con lối sống tàn nhẫn, vô lương tâm như vậy? Cùng là phụ nữ với nhau, tại sao con có thể nghĩ ra cái hành động đê hèn và ác độc như vậy chứ? Con có hiểu cái cảm giác đó nhục nhã ê chề thế nào không? Một cô gái bị xâm hại có thể bị đẩy đến cái chết bởi vì không chịu đựng được đấy. Con đã gián tiếp giết người rồi, con có biết không? Diệp Hy bừng mặt khóc, không biết giải thích như thế nào cả. Sự phản ứng dữ dội của bà Hoa khiến cho Diệp Hy không hiểu được. Nhưng mà Lâm thì hiểu rõ vì sao bà lại gay gắt đến như vậy. Lâm xin phép ra về để tránh làm cho cả hai mẹ con khó xử. Lâm gọi điện thoại cho Hà Vũ. Em sắp xong việc chưa? Lát nữa anh sang đón nhé. Cửa hàng vẫn đang đông khách. Và lại buổi sáng em nói rồi mà, em không về đâu. Đợi bao giờ chúng mình cưới. Em đừng lo, anh đã báo với bố việc này. Bố hoàn toàn nhất trí. Bố nói đợi sau lễ nhậm chức của vị trí giám đốc học viện sẽ cho hai đứa mình kết hôn. Vậy nên em không thoát được việc làm vợ của anh đâu. Về nhà với anh đi. Nghe những câu này của Lâm, Hà Vũ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vậy thì đợi đến ngày đó đi. Thôi nhá, em làm việc đây, có khách đến rồi đấy. Hà Vũ, vậy lát nữa anh xong việc sẽ qua chỗ em. Em không chịu đến với anh thì anh sẽ mò đến chỗ em vậy. Em không nỡ đuổi anh đi đâu nhỉ? Anh đấy, lúc nào cũng hư như vậy. Thế thôi nhá, em có khách rồi. Hà Vũ tắt máy rồi vội quay ra khi thấy có người gọi. Cô giật mình khi nhìn thấy người vừa bước vào cửa hàng chính là bà Mai Hoa. Hạ Vũ à, cô muốn gặp cháu một chút. Ngồi đối diện với nhau lần thứ hai, bầu không khí này lại khác hoàn toàn so với lần trước. Đôi mắt của bà Hoa sưng mọng lên, thi thoảng lại rút khăn giấy chấm chấm nước mắt. Bà rất khó khăn để mở lời. Sau chừng khoảng tầm 10 phút cố gắng trấn tĩnh thì bà chủ động nắm lấy tay của Hạ Vũ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hạ Vũ à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi về tất cả những gì đau khổ nhất mà con đã phải trải qua. Mẹ cũng thay mặt Diệp Hy xin lỗi con. Trái tim của Hà Vũ thắt lại. Lần đầu tiên cô được nghe mẹ mình nói những lời ấm áp như thế. Dù cô biết nó xuất phát từ việc bà cảm thấy có lỗi thay cho Diệp Hy, chứ không hoàn toàn là vì tự thân nghĩ đến những thiệt thòi mà Hà Vũ đã từng trải qua. Thế nhưng chỉ ít, cô cũng cảm thấy mình có một chút giá trị với người đàn bà đã sinh ra mình. Mẹ đã biết những việc Diệp Hy đã làm với con. Đó thực sự là một điều không thể nào chấp nhận được. Con bé được nuông chiều từ bé đã quá cứng đầu cố chấp. Mẹ không ngờ là nó cả gan làm việc như vậy. Thật may là con không sao. Nếu không thì cả đời này nó sẽ phải dằn vặt với tội lỗi mà mình đã gây ra. Mẹ thay mặt Diệp Hy xin lỗi con. Mẹ cũng mong con nể tình hai đứa có một chút chung huyết thống mà bỏ qua cho đứa trẻ ngu dại ấy một lần. Bà Hoa nói xong gục mặt lên bàn tay của Hà Vũ, những giọt nước mắt nóng hổi. Hà Vũ vỗ nhẹ lên người của bà khẽ khàng rồi nói: Mẹ đừng khóc nữa. Con vốn dĩ đã bỏ qua cho Diệp Hy không phải vì mẹ cầu xin, mà ngay từ đầu con đã không muốn truy cứu nữa. Cảm ơn con. Hạ Vũ lấy khăn giấy thấm nước mắt cho bà Hoa rồi tiếp tục nói: Mẹ, thực ra chuyện này cũng có thể nhìn nhận dưới một góc độ tích cực. Diệp Hy cũng đã khiến cho con thức tỉnh nhiều điều. Con thừa nhận là trước đây từng rất căm hận mẹ. Con căm hận tại sao mẹ lại bỏ bẵng con đi như vậy? Tại sao có thể trút mọi thứ oán giận của mẹ lên người của con như thế? Nhưng mà những gì xảy ra hôm đó, trước việc suýt bị xâm hại, con mới cảm nhận được những đớn đau của mẹ. Việc đó thật sự không dễ chấp nhận một chút nào cả. Con cảm thấy ghê tởm, kinh hãi. Mặc dù là con chưa hề bị xâm hại, thế cho nên
việc mẹ không muốn thừa nhận con có lẽ cũng bởi vì nỗi đau này quá lớn. Con cũng đang hạnh phúc bên Lâm. Con cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi được yêu anh ấy. Cứ nghĩ đến việc bản thân của mình nhơ nhớp bị làm nhục vì một gã đàn ông mà mình không hề yêu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình yêu với người đàn ông của mình. Thực sự là lúc đó con cũng chỉ muốn chết đi thôi. Con nghĩ lại, chắc hẳn là năm xưa mẹ đã phải khốn khổ rất nhiều để quên đi cảm giác đó. Mà con thì lại là hiện thân của ký ức ghê tởm đó nữa. Sau việc này, con cảm thấy mình nên hiểu cho nỗi khổ của mẹ. Con không còn hận mẹ nữa. Nhưng mà nếu như được, từ giờ trở về sau, dù không thể gọi con là con, không thừa nhận con, nhưng mà xin mẹ cũng đừng cảm thấy hận thù mỗi khi nhìn thấy con mẹ nhé. Con chỉ mong là mẹ được thanh thản thôi, nhẹ lòng và không nhớ mãi chuyện cũ nữa. Bà Hoa còn chưa kịp đáp lời thì tiếng một người hét lớn bên cạnh. Mẹ à, chuyện này là thế nào vậy? Ai đó có thể nói cho con biết chuyện này là sao vậy? Tại sao mẹ và chị ta lại xưng hô như thế chứ? Tại sao thế? Không đợi bà Hoa giải thích, Diệp Hy ôm mặt khóc, lao ra khỏi quán của Hạ Vũ. Cô vốn định đến đây để xin lỗi và cầu xin Hạ Vũ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng rồi câu chuyện tình cờ mà Diệp Hy nghe được khiến cô bé quá sốc, không tin được sự thật này. Diệp Hy lái xe rời khỏi cửa hàng của Hạ Vũ trong tâm lý vô cùng hoảng loạn. Cô thuê khách sạn và ở ly trong đó, không muốn gặp ai cả. Diệp Hy tắt máy để tĩnh tâm lại. Quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc khiến cô gái này hoang mang cực độ. Buổi tối hôm ấy, Lâm tan làm khá muộn bởi vì có nhiều công việc phải giải quyết. Anh lái xe đến cửa hàng của Hà Vũ. Vừa xông vào quán, anh đã lao đến ôm chầm lấy cô người yêu bé nhỏ. Anh duỗi đầu vào má của cô, hôn lấy hôn để lên phần cổ một cách kích thích. Anh nhớ em quá. Thế cô gái của anh có nhớ anh không? Trái ngược với mong đợi của Lâm, Hạ Vũ đẩy anh ra, không hưởng ứng sự kích động về tình ấy của Lâm như mọi khi. Anh, có chuyện rồi. Thái độ nghiêm túc của Hạ Vũ khiến cho Lâm hơi giật mình, có vẻ như là một chuyện không mấy vui vẻ. Sao thế em? Mình lên phòng đi, em kể cho anh nghe. Lâm ngoan ngoãn cùng với bạn gái đóng cửa hàng rồi đi lên gác. Ở trên đó cả hai cùng ngồi xuống giường, bắt đầu câu chuyện. Chiều nay, mẹ... À, ý em là cô Mai Hoa có đến tìm em. Mẹ xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Cũng cầu xin em đừng truy cứu, bởi vì sợ Diệp Hy sẽ phải nhận tội. Em và mẹ có nói chuyện với nhau rất nhiều. Đúng lúc đó Diệp Hy xuất hiện. Con bé đã nghe thấy mọi điều. Diệp Hy có vẻ rất sốc khi biết mẹ còn có một người con riêng là em. Sau đó thì Diệp Hy phóng xe đi. Anh nói xem, con bé có sao không? Lâm cầm lấy tay của Hạ Vũ, hôn nhẹ lên đó rồi trấn an. Không sao đâu. Chuyện này thì sớm hay muộn cũng có ngày cần phải biết mà. Em mới là người chịu tổn thương chứ đâu phải là Diệp Hy. Cô bé cũng vẫn chẳng mất gì cả. Cuộc sống cũng chẳng thay đổi điều gì khi có thêm một người chị. Em đâu hề tranh cướp điều gì với Diệp Hy đâu. Và cô ấy nên cảm thấy may mắn bởi vì em là chị gái. Bởi vì bằng không, có thể là giờ này Diệp Hy đang phải đối diện với bản án không hề nhẹ rồi đấy. Hạ Vũ nghe xong thở dài rồi đáp. Nói là vậy, nhưng mà từ một cô công chúa, bây giờ biết là mẹ lại có một người con khác, chắc là cũng không dễ gì chấp nhận đâu. Và là em biết, mẹ không muốn chuyện quá khứ bị bại lộ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hiện tại. Em chỉ lo là Diệp Hy nói điều này với bố. Liệu mẹ có sao không? Lâm nhìn gương mặt đầy lo âu của bạn gái. Các khoảnh khắc đó khiến cho anh càng yêu cô nhiều hơn. Cô gái đó quá nhân hậu. Sau biết bao nhiêu những tổn thương, sau những năm tháng vật lộn một mình để sống và tồn tại, cô vẫn dành sự lo lắng ấy cho người thân đã sinh ra mình. Theo lẽ thường, người ta sẽ cảm thấy hả hê, cảm thấy được xoa dịu phần nào những hằn học mới phải chứ. Em lo lắng như vậy cũng đâu thay đổi được gì đâu. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi.
tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bây giờ có thế nào đi chăng nữa thì mẹ em và Diệp Hy cũng phải là người đối diện mà thôi. Em đừng lo lắng nữa. Nhưng mà không để cho Hà Vũ tiếp tục nói, Lâm nhào đến để Hà Vũ nằm ngửa ra giường. Còn anh thì áp sát ngay phía trên. Lâm nhìn vào mắt của Hà Vũ, bàn tay đã vội vàng di chuyển vào bên trong làn áo mỏng. Người mà em cần lo lắng là anh đây này. Thế em không thương anh, em không thấy là anh thèm khát nhớ nhung em đến sắp mất trí rồi đấy. Nói rồi thì Lâm dướn người lên hôn Hà Vũ, bàn tay cũng liều lĩnh rào chơi khắp cơ thể của cô. Hà Vũ đẩy ra, thế nhưng mà lực của Lâm thì quá mạnh, cô không có cách nào ngăn lại được. Hà Vũ khẽ mỉm cười ôm lấy người của anh, trong khi Lâm thì mải mê với cảm xúc được hít hà cơ thể của bạn gái. Hà Vũ thoáng suy nghĩ trong đầu. Tạ ơn trời. Tạ ơn trời đã để cho điều tồi tệ đó không xảy ra. Tạ ơn trời vẫn để anh là người đàn ông duy nhất của em. Lúc này thì Lâm quờ quạng tay, tắt phụt ánh đèn. Tiếng cười rúc rích vang lên trong căn phòng nhỏ ấm áp. Cũng trong đêm đó, Diệp Hy run rẩy quyết định gọi về cho mẹ. Dường như chỉ chờ đợi cuộc gọi này từ con gái. Đúng 2 giây sau thì bà Hoa đã nhấc máy. Diệp Hy, con đang ở đâu đấy? Con nói đi, mẹ sẽ đến đón con. Diệp Hy vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, chuyện này là như thế nào vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Con đang ở đâu đấy? Mẹ sẽ đến ngay. Nhận được dòng tin nhắn từ con gái, bà Hoa bắt taxi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Đến nơi, bà ôm chầm lấy Diệp Hy. Trong đêm đó, lần đầu tiên bà Hoa kể lại quá khứ cay đắng. Câu chuyện mỗi lúc một rõ ràng, sáng tỏ. Còn cảm xúc của Diệp Hy thì tột cùng đau đớn. Sau khi nghe mẹ kể lại tường tận thì Diệp Hy gào khóc. Còn không tin. Tại sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Trời ạ, con đã làm cái gì vậy? Chị Hà Vũ đã quá khốn khổ như vậy, vậy mà con lại còn làm cái điều tồi tệ đó với chị ấy. Con đúng thật là đáng chết. Đáng chết mà. Cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được nữa. Con cũng không có mặt mũi nào để đối diện với chị ấy nữa. Bà Hoa ôm lấy con, cả hai mẹ con cùng khóc. Bà vô cùng xót xa. Cuối cùng thì Diệp Hy cũng thiếp đi. Bà Hoa nằm cạnh con trong căn phòng khách sạn. Lòng bà cầu mong bình yên rồi sẽ đến với con gái. Con gái nghĩa là cả Diệp Hy và Hạ Vũ. Sáng sớm ngày hôm sau khi bà Hoa tỉnh dậy, bà chỉ thấy một dòng chữ ngắn để lại. Mẹ, con muốn đi du lịch xa ít ngày. Con sẽ trở về khi tĩnh tâm trở lại. Bà Hoa định gọi điện thoại cho con, nhưng rồi nghĩ có lẽ nên để cho Diệp Hy chút thời gian riêng để con bé cân bằng lại cảm xúc. Ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa. Vài phút sau thì Thanh Tùng bước vào. Trưởng phòng, có chút việc xảy ra rồi ạ. Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Sao thế? Một số đông giảng viên trong học viện vừa ký vào đơn đòi tăng lương. Nếu không thì họ sẽ nghỉ việc, chuyển sang làm cho trường khác. Điều này thực sự là bất lợi cho chúng ta. Học viện đang lấy lại uy tín dần trước mắt công chúng. Sắp đến mùa tuyển sinh. Nếu như đồng loạt giảng viên xin nghỉ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu như tăng lương cho họ thời điểm này, với số lượng nhiều người như vậy, thì kinh phí không đủ. Anh tính chuyện này thế nào đây? Lâm chống tay lên cằm suy nghĩ. Đồng loạt cùng đòi tăng lương, chắc hẳn phải có người khởi xướng, thậm chí là xúi dục. Lâm nhìn vào bản đề xuất tăng lương, nhìn mức mà họ kiến nghị, anh quyết định chơi một cú lớn. Anh báo với ban lãnh đạo, chúng ta xin một cuộc họp để giải quyết vấn đề này, càng sớm càng tốt. Cuộc họp chính thức diễn ra, và Lâm là người chủ trì. Lần này thì anh mạn phép thay mặt bố xử lý việc kiến nghị đề xuất tăng lương của đội ngũ giảng viên, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến phần trách nhiệm của anh. Xin chào mọi người. Tôi đã nhận được bản kiến nghị, đề xuất của quý vị. Trước tiên, cá nhân tôi đánh giá xin thay mặt ban lãnh đạo cảm ơn sự đóng góp của quý vị trong suốt thời gian qua. Học viện có được như ngày hôm nay là nhờ một phần lớn ở tài năng và sự cố gắng của giảng viên. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao này. Về việc đề xuất, tôi nghĩ điều đó là chính đáng. Tuy nhiên,
Hiện tại thì học viện đang trong giai đoạn đổi mới, cần một chút thời gian để ổn định. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với các vị thế này. Với những ai sẵn sàng đặt niềm tin vào sự phát triển của học viện, tiếp tục muốn gắn bó với học viện, chúng tôi cam kết, một năm sau, sẽ tăng lương cho quý vị cao gấp đôi bản đề xuất này. Tôi nghĩ đây không phải là một sự viển vông. Nhìn vào những gì mà chúng ta làm được trong 2 tháng qua, chúng ta có cơ sở để tin vào việc học viện sẽ phát triển mạnh mẽ trong một năm tới. Hiện tại chúng ta có rất nhiều đơn vị xin tài trợ. Sau kỳ tuyển sinh này, chúng ta sẽ sàng lọc được nhiều thí sinh xuất sắc hơn nữa. Trong năm tới, có rất nhiều cuộc thi tầm cỡ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta sẽ có những gà chiến chất lượng để tham gia các cuộc thi này. Và nếu như quý vị thực sự muốn ở lại, quý vị sẽ trở thành người thầy của những học viên ưu tú đó và có cơ hội hưởng mức thu nhập tốt hơn nhiều sau một năm nữa. Khi đó thì điều mà quý vị có được không chỉ là tiền bạc, danh tiếng, mà còn cả sự hài lòng bởi vì được cống hiến theo đuổi đam mê, nuôi dưỡng những tài năng nữa. Không biết là có bao nhiêu người tin vào năng lực của mình, có thể đào tạo ra nhiều người giỏi như Huyền Trang. Và nếu như quý vị tin vào mình, chúng ta sẽ làm được. Tôi sẵn sàng ký một bản cam kết tăng lương cho quý vị với mức cao gấp đôi trong một năm tới. Ngoài ra nếu như khi đó học viện không thực hiện được điều đó, chúng tôi cũng sẽ hoàn trả quý vị khoản tiền như bản đề xuất tăng lương mỗi tháng mà quý vị vừa trình lên, nhân với 12 tháng. Coi như là hiện tại, quý vị đang hỗ trợ học viện. Quý vị có một ngày để suy nghĩ về lời đề nghị này. Và những ai cảm thấy không thỏa đáng, có thể đưa ra lựa chọn khác. Xin cảm ơn. Ngày hôm đó, rất nhiều ánh mắt hoang mang xuất hiện, những lời bàn tán trao đổi xầm xì. Thế nhưng Lâm biết, trong lòng của họ đều đã có quyết định. Lời đề nghị này của Lâm quá hấp dẫn, bởi vì xét cho cùng họ không mất gì cả, chỉ là họ đang nhận tiền chậm hơn một năm thôi. Nhìn từ hướng nào đều có lợi. Và đúng như dự đoán, một ngày sau đó tất cả những giảng viên từng dọa sẽ nghỉ việc nếu như không được tăng lương đều cam kết sẵn sàng duy trì mức lương như hiện tại. Họ sẽ được tăng lương hoặc là nhận khoản đền bù tiền như đúng đề xuất tính theo năm. Khe cửa hẹp tưởng chừng như dồn Lâm vào thế bí trước kỳ tuyển sinh sắp đến, không ngờ anh lại vượt qua nó một cách dễ dàng như vậy. Một vài người cho rằng Lâm hơi liều lĩnh khi đưa ra lời đề nghị đó, nhưng mà Lâm thì tự tin cho rằng anh sẽ thành công. Hơn nữa bây giờ anh cũng không còn lựa chọn khác. Để cho ngần ấy giảng viên ưu tú nghỉ việc trước kỳ tuyển sinh là đã đẩy học viện vào cửa tử. Danh tiếng vừa khôi phục được sẽ vỡ vụn. Chỉ ít là bây giờ, anh có thời gian 1 năm để làm cho mọi thứ tốt lên. Ông Tư Hoàng gọi 2 con đến phòng làm việc riêng. Ngày hôm nay thì ông chính thức đưa ra quyết định trọng đại mà ông đã mất mấy chục năm để tính toán, suy nghĩ. Nhân và Lâm cùng vào gặp bố. Ngồi đối diện với 2 con, ông Tư Hoàng trầm ngâm, nhìn 2 cậu con trai, ánh mắt đầy tự hào và mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng đến ngày bố nghỉ hưu, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Mấy chục năm qua, bố lao tâm khổ tứ về học viện. Nó không chỉ là sản nghiệp, mà còn là nơi gây dựng những tài năng, là tâm huyết cả đời của bố. Ngày hôm nay bố gọi 2 con đến đây, là để chính thức thông báo về việc sẽ chọn người kế nghiệp. Bao nhiêu năm qua, Nhân đã luôn ở bên bố, giúp bố duy trì mọi việc ổn định. Và trong những năm tháng Lâm đi du học, đều là nhờ con kề vai sát cánh. Công lao của con thực sự không hề nhỏ. Còn Lâm, tuy mới về tiếp quản vị trí quản lý chưa lâu, nhưng mà những thứ mà con tạo ra không cần phải bàn cãi. Việc chọn ai trong 2 con là một quyết định khó khăn đối với bố. Bố mong là anh em con hiểu rằng lựa chọn này của bố là tính đến đại cục. Cảm thấy điều gì tốt nhất cho học viện mà thôi. Lâm và Nhân cùng nghe bố nói, gương mặt mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Ông Tư Hoàng gật gù rồi nói ra quyết định. Bố muốn Lâm lên nắm chức quyền giám đốc, thay bố điều hành học viện. Nhân tiếp tục ở vị trí như hiện tại. Bố mong 2 con cố gắng giữ vững học viện, và đó là tâm huyết cả đời của bố. Sự lựa chọn này của ông Tư Hoàng khiến cho Lâm bàng hoàng. Lâm vốn dĩ luôn nghĩ anh trai của mình là người thích hợp nhất để ngồi vào vị trí đó. Bởi vì Nhân là anh. Bởi vì Nhân luôn cố gắng. Bởi vì Nhân toàn tâm toàn ý với công việc nối nghiệp bố. Bố à, sao bố không để anh Nhân làm? Con cảm thấy
Anh ấy là người làm công việc này tốt nhất. Con sẽ ở bên giúp đỡ anh ấy. Bố hãy để cho anh Nhân ngồi vào ghế giám đốc đi ạ. Ông Tư Hoàng kiên định trả lời. Chuyện này bố đã quyết. Các con đừng bàn cãi. Cứ như vậy mà làm. Và bố không muốn nhắc lại chuyện này một lần nữa. Bố chỉ mong hai con hòa thuận, cùng nhau gây dựng, đưa học viện phát triển. Như vậy thôi. Lâm đánh mắt nhìn về phía của Nhân. Nhìn thấy anh trai vẫn mỉm cười. Gương mặt thì không một chút u buồn. Nhân đứng lên vỗ vào vai của em. Cố gắng lên nhé. Bố là người hiểu rõ nhất ai thích hợp với vị trí này. Và em nhất định không được để cho bố thất vọng đâu đấy. Ông Tư Hoàng tiếp lời. 5 ngày nữa là đến ngày bố chính thức nghỉ hưu. Ngày hôm đó cũng sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Lâm. Học viện không thể nào một ngày không có người đứng đầu. Con nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tận hưởng đi. Sau khi con lên nắm chức quyền, mọi thứ sẽ vô cùng bận rộn. Mà cuối tuần này thì con đưa Hạ Vũ về nhà ăn cơm đi. Nhận chức xong rồi, tính đến chuyện kết hôn. Đàn ông muốn lo sự nghiệp lớn thì gia đạo phải an nữa. Bố cũng muốn gặp cô gái đã hớp hồn cậu quý tử của mình. Xem là cô ấy là người như thế nào đây. Lâm vẫn còn áy náy trong lòng vì nghĩ đến cảm giác của anh trai. Nhưng mà trước sự sắp đặt này, anh chẳng biết từ chối ra sao. Dạ vâng thưa bố. Vậy để con sắp xếp, con sẽ đưa Hạ Vũ đến. Một ngày mới lại bắt đầu. Vừa mở cửa hàng, Hạ Vũ giật bắn mình khi nhìn thấy Lâm đứng ở đó. Anh mặc bộ quần áo khỏe khoắn, chiếc áo cộc tay, phanh hàng cúc đầu, quần jeans, cá tính, đôi giày thể thao và đôi kính đen trên mặt. Nhìn Lâm thực sự rất khác phong cách thường ngày, phong trần khỏe khoắn và đầy cuốn hút. Anh còn xách theo một chiếc vali, đứng bắt chéo chân đợi sẵn ngoài cửa. Hạ Vũ nhìn thấy thì cười tủm tỉm. Anh, gì thế này? Anh thực sự biết cách làm cho người khác phải kinh ngạc đấy nhá. Anh xuất hiện với bộ dạng này ở cửa nhà em mới sáng ra. Có ý đồ gì thế? Lâm lúc này kéo che chiếc kính xuống, nhìn Hạ Vũ cười lí lắc. Anh không hề trả lời. Tay kéo vali, tay còn lại thì kéo Hạ Vũ cùng vào trong cửa hàng. Đẩy Hạ Vũ vào bờ tường một góc khuất. Lâm chống tay áp sát, mặt đối mặt. Hạ Vũ cứ nín thở chờ đợi xem anh chàng này giở trò gì đây. Nào, thế bây giờ anh nói thử xem, anh định làm gì thế? Lâm không vội trả lời ngay. Anh hôn chuột vào môi của Hạ Vũ. Anh có một tin vui và một tin không vui cho em. Thế em muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước. Lâm lại hôn một cái nữa. Tin vui là bố yêu cầu em cuối tuần đến nhà ra mắt, chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn của hai đứa mình. Thế còn tin không vui? Lại một cái hôn nữa vào môi của Hạ Vũ. Lâm ôm chầm lấy Hạ Vũ, núm nỉu rủi đầu vào ngực của cô rồi nói. Không được. Lần tốn sức này anh nhất định phải thử. Không thể nào khác được. Anh mong đợi lâu lắm rồi em biết không? Chúng mình đi du lịch 3 ngày 2 đêm đi. Sau đó về thì anh cũng rất bận rộn. Em thương anh tí đi. Cho anh được tốn sức một lần đi. Em nhanh lên đi. Chuyến bay vào trưa này đấy. Em xem, có bộ đồ nào gợi cảm quyến rũ thì xếp hết vào vali đi, rồi mình ra sân bay. Hạ Vũ nghe xong thì bật cười cốc nhẹ lên đầu của Lâm. Anh kéo tay cô đi lên gác để soạn đồ. Nhanh lên, nhanh lên. Lâm và Hạ Vũ cùng nhau lên xe, di chuyển đến sân bay. Anh ném 2 chiếc vali lên cốp rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi. Đôi tình nhân ấy không biết được rằng từ phía bên kia đường, trong một chiếc ô tô đỗ từ phía xa xa, một âm mưu đang sắp sửa được thực hiện. Người ngồi trong xe ném cho gã thanh niên bặm trợn ngồi kế mình tấm ảnh có hình của Lâm và một xấp tiền cùng với lời đề nghị. Không cần nó phải chết, chấn thương nghiêm trọng, liệt hoặc là không thể nào đi lại. Như vậy là được rồi. Nếu như làm khéo xong việc, tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Những khán thính giả của chị Dậu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện ngày hôm nay,
thì minh chứng một điều rằng rất có thể điều mà chúng ta nghi ngờ từ trước đến nay là sự thật. Hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ ở những tập truyện trước. Đó là anh Sa cảm thấy nghi ngờ về Nhân, người anh trai của Lâm. Rất có thể rằng Nhân là người giáp tâm gây ra những sự việc mà chúng ta nghi ngờ. Ví dụ như là việc mà Huyền Trang cô bé đi thi thế nhưng mà được đút lót là để không thi đúng với năng lực của mình. Giờ đây đến việc hàng loạt những giảng viên trong học viện lại đòi tăng lương. Và bây giờ người bí ẩn nào đang muốn gây ra một chấn thương nghiêm trọng dành cho Lâm? Vậy thì liệu rằng người bí ẩn đó có phải là Nhân hay không? Và tập truyện tiếp theo thì chuyến đi chơi giữa Lâm và Hạ Vũ sẽ xảy đến biến cố bất ngờ nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và sự ủng hộ của mọi người sẽ là một động lực rất lớn để giúp cho ekip càng ngày càng cố gắng hoàn thiện. Và quý vị cũng đừng quên để lại những bình luận của mình ở phía bên dưới nếu như mà quý vị và các bạn muốn đóng góp cho ekip anh Sa và chị Dậu ngày càng phát triển hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và kính chúc tất cả những khán thính giả của chị Dậu một ngày thật nhiều niềm vui, giữ gìn sức khỏe của mình trong mùa dịch như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.